Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm để chúng ta tạo ra một cái video đẹp trên điện thoại di động bằng cái ứng dụng KineMaster phiên bản mới nhất hiện nay. Và mình sẽ trả lời một số câu hỏi, một số comment bình luận của các bạn ở các cái video của mình. Ví dụ như là cách tải nhạc như thế nào, cách ghép nhạc làm sao và cách tải hiệu ứng, cách thêm chữ. Thì mình sẽ trả lời tất tần tật ở cái video này. Thì đầu tiên các bạn hãy tải cho mình ứng dụng KineMaster về. Và xin lưu ý với các bạn thì để nếu tải vậy được thì cái các phiên bạn phải bản tải trên KineMaster cửa mới hàng nhất hiện CH nay Play thì à, điện chúng ta thoại mới của cài các đặt bạn được nhá. phải dùng hệ điều hành Android 10 trở xuống thì chúng ta mới tải được. Nếu như Android 10 trở lên là khi chúng ta tải bản mới nhất nó sẽ bị văng ra là một hoặc là nó sẽ có logo. Nếu như chúng ta tải cái bản Pro về nó vẫn có logo. Đó thì để kiểm tra cái điện thoại mình đang dùng hệ điều hành Android bao nhiêu thì chúng ta sẽ vào cài đặt này. Vào cài đặt ta sẽ biết. Ta kéo xuống phần dưới nhất thông tin điện thoại đây, ta nhấn vào. Đó, ta kéo xuống. Thông tin phần mềm, ta nhấn vào. Đó thì hiện tại phiên bản Android của mình là phiên bản Android 10 nhá. Cho nên mình vẫn cài được cái ứng dụng KineMaster phiên bản mới nhất này. Đó thì đây là ứng dụng KineMaster của mình. Bây giờ mình sẽ nhấn vào này. Ta ấn OK. Để kiểm tra được cái phiên bản KineMaster của mình là phiên bản bao nhiêu, ta nhấn vào bánh răng này. Đó, đây là phiên bản 6.1.7. Hiện tại đây là phiên bản mới nhất hiện nay nhá. Thì để cài đặt cho cái ứng dụng này nó mượt mà hơn thì chúng ta nhấn vào cài đặt nâng cao này. Ta nhấn vào. Tiếp theo ta bật hai cái này lên. Đây, bình thường ta chưa bật thì nó sẽ như này. Lưu video với tối đa là 60 fps. Ta bật lên này. Nhấn vào đây, bật lên. Tiếp theo, cho phép các lớp video không giới hạn. Ta bật lên. Ta bật cái này lên thì khi chúng ta thêm lớp phủ video, nó không bị các cái gạch chéo đó. Đó, ok. Có. Rồi, tiếp theo. Bây giờ ta sẽ vào để chúng ta tạo video. Thì chúng ta có thể nhấn vào đây để chúng ta biết được cái phiên bản này có mất phí hay không. Đây, chúng ta nhấn vào đây. Đó, cái này là phiên bản cao cấp, không mất phí. Ok. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ nhấn vào tạo mới này. Thì tùy các bạn muốn tạo một cái video với tỷ lệ khung hình bao nhiêu thì ta chọn ở đây nhé. Ví dụ mình sẽ chọn 16:9. Ta nhấn vào. Và ta nhấn vào chỗ cao cấp này. Đây, chỗ nó có một cái dòng chỗ cao cấp đây. Ta nhấn vào đây. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái chỗ tự động này nhá, tự động này. Tiếp theo, thời lượng ảnh mặc định ta có thể kéo lên khoảng 8 giây chẳng hạn. Đây là cái thời lượng của từng bức ảnh một khi chúng ta ghép video. Và tiếp theo, thời lượng chuyển đổi mặc định ta kéo lên, ví dụ ta muốn nó cao hơn, nó chậm hơn ta đẩy lên. Ok. Rồi bây giờ ta nhấn tạo ra này. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ chọn một số cái bức ảnh của mình để mình ghép video, ví dụ này, 1 này, 2 này, 3 này. Ok, mình chọn 3 bức ảnh này. Đó, khi chúng ta tạo nó tự động thì nó sẽ tự zoom ảnh như thế này. Đó, nó zoom ảnh rất là hay. Rất là đẹp. Và cái dấu gạch này là cái hiệu ứng chuyển tiếp của nó. Ta nhấn vào để ta tải các cái hiệu ứng chuyển tiếp vào nhá, ghép hiệu ứng chuyển tiếp vào đây, nhấn vào đây. Thì hiện tại mình chưa tải. Thì bây giờ mình sẽ tải thì mình ấn vào cái ngôi nhà này nhá. Ngôi nhà này. Thì trên đây nó có rất nhiều cái hiệu ứng. Thì chúng ta thấy cái nào đẹp thì chúng ta tải về. Đó, ví dụ mình sẽ tải một số hình như thế này này. Một này. Ấn tải xuống. Ok. Tiếp theo. Đó, bây giờ mình sẽ tải một vài cái thôi. Còn các bạn tải thì các bạn cũng làm tương tự nhá. Đó, ok, bây giờ mình sẽ chọn hiệu ứng này. Đó, khi nó chuyển sang cái ảnh khác nó sẽ xoay như thế này. Này cũng vậy. Đó, ta sẽ chọn cho nó một cái hiệu ứng. Đó, 3D rất là đẹp. Rồi, ok. Bây giờ là cách thêm chữ. Thêm chữ vào đây. Thêm chữ ta sẽ thêm cái mẫu chữ bên ngoài vào nhé. Thì cái mẫu chữ của cái ứng dụng này thì nó hạn chế. Thì bây giờ ta nhấn vào lớp, ta thêm chữ văn bản này. Ta sẽ viết chữ vào đây, ví dụ ta sẽ viết chữ mẹo vặt. Mình viết chữ mẹo vặt chẳng hạn. Ok.
Rồi bây giờ ta sẽ thêm chữ vào. Ta sẽ chọn màu cho nó đã. Đây, ví dụ mình thích màu đỏ, mình nhấn vào ô màu đỏ luôn. Rồi tiếp theo, cái phần online này là cái viền chữ. Ta bật cái này lên. Đó, xong. Tiếp theo là ta sẽ nhấn vào chỗ bóng đổ này. Cái này nó có rất nhiều cái kiểu để chúng ta chỉnh sửa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thêm chữ. Để thêm chữ ta nhấn vào chữ A này. Và trên đây thì mình đã thêm một số cái mẫu chữ ở trên ứng dụng. Bây giờ mình sẽ thêm cái mẫu chữ bên ngoài vào. Nó chưa có cái phần chữ phông chữ của tôi nhé. Bây giờ mình sẽ thêm chữ ngoài vào bằng cách nhấn vào dấu cộng đây. Rồi tiếp theo ta nhấn vào Zalo này. Do mình đã giải nén ở Zalo, ta nhấn vào Zalo. Đó, ok. Rồi tiếp theo phông chữ đẹp đây, cái file này mình đã giải nén này. Đó, ok. Nó gồm có hơn 400 cái phông chữ. Thì bây giờ ta sẽ chọn này. Ta nhấn vào cái dấu ba chấm này. Dấu ba chấm này. Chọn tất cả. Rồi ta ấn chọn. Tự động nó sẽ loát vào đây 403 cái mẫu chữ. Các bạn chờ một lát. Và khi nó loát vào xong thì các bạn hãy xem những cái mẫu chữ nào nó không đẹp, chúng ta xóa bớt đi để cho nó nhẹ nhé. Ok, đã xong. Rồi ta ấn ok này. Đó, nó đã có phần phông chữ của tôi này. Đó, trên đây có rất nhiều cái mẫu chữ. Nếu mẫu nào không đẹp ta nhấn vào thùng rác này xóa luôn. Đó, nhìn thấy mẫu nào không đẹp nhấn vào xóa luôn. Đó thì các bạn hãy tải cái phông cái file gồm 400 chữ ở bên dưới phần mô tả video để các bạn có thể loát vào nhá. Không đẹp là ta xóa luôn. Để cho nó nhẹ. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chọn một cái mẫu chữ cho cái ứng dụng này. À, cho cái video này. Đó, rất nhiều cái mẫu chữ. Đó, ví dụ cái mẫu này. Đó là cách thêm chữ. Và để ghép được một bức ảnh trên cái ứng dụng KineMaster này, phiên bản mới nhất này, thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ nhấn vào đa phương tiện này, chọn tới một cái cảnh mà các bạn thấy nó đẹp. Ví dụ mình sẽ chọn một cái cảnh như này đi, nhấn vào đây. Ok, đó, ta đã được một cái cảnh như này. Ta không cho nó zoom nữa. Ta nhấn vào đây. À, ta sẽ thu nhỏ nó lại. Đây, ví dụ ta để tầm này. Ok, ta ấn vào dấu bằng này. Đó, ta đã được một bức ảnh có cái phong cảnh khá là đẹp như này. Bây giờ ta ghép ảnh của chúng ta vào đây. Thì cái phiên bản mới nhất này chúng ta không cần phải có phông xanh chúng ta mới tách được. Và không cần tách ở cái ứng dụng thứ ba. Bây giờ ta nhấn vào lớp này, nhấn vào đa phương tiện này. Và chọn tới cái bức ảnh mà chúng ta muốn tách nền. Đây, ví dụ mình có một bức ảnh này chẳng hạn. Đó, đây là một bức ảnh mình đã chụp. Ở phía sau nó là một cái bức tường. Nó không phải phông xanh. Bây giờ ta sẽ tách nền đi. Ví dụ ta tách như này. Nó có phần xóa nền ảo thuật này, ta bật lên. Đó, rồi, nó sẽ tự tách này, khá là đẹp và rất là nét luôn. Nó không bị làm nhạt. Ok. Rồi tiếp theo ví dụ ta muốn ghép với một ai đó thì ta cũng lại nhấn vào lớp này, nhấn đa phương tiện này và chọn tới một cái bức ảnh của một người nào đó để chúng ta ghép lên. Mình lấy ví dụ mình sẽ ghép với một bạn như này. Một bạn này chẳng hạn. Một cái bức ảnh này chẳng hạn. Đó thì cái bức ảnh chúng ta khi chúng ta ghép thì chúng ta phải lựa. Ở đây mình chỉ ví dụ thôi. Đây. Đó ok, thì chúng ta phải lựa nhé. Trước tiên là chúng ta phải lựa để chúng ta tạo cái dáng cho nó thì nó mới đẹp được. Đây thì mình chỉ ví dụ như vậy thôi. Ok. À, thì chúng ta cứ sắp xếp làm sao cho nó hợp lý thì thôi. Đó, ví dụ như này là xong này. Như này là xong, ta sẽ lưu nó lại nhé. Ta sẽ lưu bức ảnh này lại.
Để chụp bức ảnh này lại thì chúng ta chỉ nhấn vào đây. Nó có cái hình ô vuông này, nhấn vào đây. Ghi hình và lưu lại. Đó, như vậy ta đã được một cái bức ảnh như này, không cần phải đi đâu tạo. Và ta có thể viết chữ gì lên đây thì ta viết. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải nhạc để mình ghép vào cái video này nhé. Thì mình thường tải trên YouTube về một cái video có cái bài nhạc mà mình yêu thích. Thì mình lấy ví dụ như này luôn. Và mình hay tải video, tải nhạc bằng cái ứng dụng TubeMate này. Thì chúng ta sẽ tải ứng dụng này về nhé. Ta nhấn vào. Tiếp theo cái dòng trên nhất này là dòng tìm kiếm. Chúng ta tìm kiếm bài hát gì trên YouTube có thì ở đây nó cũng có. Ví dụ mình sẽ tìm bài hát tình tình đất đi. Rồi, tình đất. Ok, rồi đến này. Đó, đây là một cái bài tình đất của anh thơ. Ví dụ mình tải bài này về, ta chỉ việc nhấn vào. Trà mật ong Boncha với 100% mật ong nguyên chất giải tỏa cơn khát. Đó. Rồi, tiếp theo này. Ta lưu ý, ta nhìn thấy cái mũi tên này, ta nhấn vào. Phân tích cú pháp. Tiếp theo ta chọn cái độ phân giải cho cái video. Ví dụ mình chọn cái độ phân giải cao nhất đây, 1916 đến 1080. Rồi tiếp theo ta ấn tải về. Rồi như vậy là xong, ta nhấn vào cái mũi tên này ta biết được nó đang tải được bao nhiêu, nó rất là nhanh. Đó, đã xử lý này. Ok, đã tải xong cái bài hát này về. Bây giờ ta sẽ vào KineMaster để ta ghép nhé. Đây, KineMaster đây. Để ghép cái bài nhạc mà chúng ta vừa tải thì chúng ta sẽ nhấn vào lớp này. Nhấn vào đa phương tiện này. Đây, cái bài chúng ta vừa tải đây, tình đất đây. Ok, ta nhấn vào. Ok. Rồi, bây giờ ta có thể mở lên. Ta nghe. Đó, đây ta nghe. Rồi ta có thể đưa vào xem cái đoạn nó hát luôn đâu. Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái bài hát nó hợp với cái chủ đề của video các bạn ghép nhé. Rồi ví dụ như là cái đoạn này chúng ta muốn nó hát luôn, không muốn cái đoạn dạo nhạc nữa thì ta làm như sau này. Đây. Đó, ví dụ như từ cái đoạn đất bạc màu này ta cắt bỏ đi, ta cắt bỏ từ đầu đến cái đoạn này cho nó hát luôn. Thì ta nhấn trực tiếp vào cái video có cái bài hát này, và đây nó có cái phần cái kéo đây. Phân chia ta nhấn vào và ta cắt bên trái, cắt bỏ. Đó, thì từ đầu đến đây nó đã được cắt bỏ đi. Và chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta cắt như này thì từ đoạn đầu cho đến đây nó mất khoảng 30 giây rồi. Nó không có nhạc. Muốn có nhạc thì chúng ta sẽ nhấn trực tiếp vào cái video này. Nhấn vào đây và ta đẩy lại nhá. Chúng ta lưu ý không được đẩy từ đây nhá. Đẩy như này là nó sẽ coi như chúng ta chưa cắt này. Đó. Chúng ta nhấn trực tiếp vào, nhấn trực tiếp nó rung lên một lần. Rồi ta đẩy về. Đó. Đẩy hết về. Chưa được ta lại kéo về đây, ta nhấn trực tiếp vào, rung lên rồi ta kéo về. Đó, như vậy nó mới được. Bây giờ ta mở lên nó hát luôn này. Ok, thì còn cái video này nó đang che mất cái hình ảnh của chúng ta. Ta chỉ việc lấy tay ta kéo nó xuống dưới này. Đó, ta vuốt nó xuống bên dưới này. Vuốt xuống dưới, như vậy là xong. Ok. Đó, ok chưa? Đó, như vậy là ta đã tạo ra được một cái video. Chúng ta muốn video chúng ta dài bao nhiêu thì chúng ta ghép nhiều ảnh vào nó sẽ dài. Và lưu ý này, nếu như một cái bài hát của chúng ta nó rất là dài mà cái video của chúng ta nó chỉ đến đây thôi. Nó chỉ đến đây thôi. Thì cái bài hát nó bị giữa chừng, nó ngắt. Đây, ví dụ nó đến đây là nó sẽ ngắt này. Nó chỉ được 40 giây, ví dụ. Đó, nó ngắt như này rất là giữa chừng. Thì chúng ta sẽ lưu ý, chúng ta ghép thêm những cái video, những cái bức ảnh của chúng ta làm sao cho nó đủ một bài hát. Thì nghe nó đỡ đỡ bị ngắt giữa chừng nhá. Đó, và chúng ta muốn ghép thêm cái gì thì chúng ta ghép viết chữ chẳng hạn, hoặc là thêm cái hiệu ứng. Ví dụ mình sẽ chọn một cái hiệu ứng nền đen vào, ta nhấn vào lớp này, nhấn vào đa phương tiện.
và chọn tới cái video mà chúng ta đã tải về. Đó thì trên đây mình có rất nhiều các cái video nền đen. Thì cách tải thì các bạn cũng tải như vậy nhá. Chúng ta cũng vào YouTube chúng ta tải như 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 vừa rồi mình hướng dẫn. Chúng ta chỉ cần viết hiệu ứng nền đen là ra. Đó, đoạn này thì chúng ta thấy cái đoạn đầu nó có quảng cáo ta cũng cắt bỏ đi. Đây, cắt bỏ này. Tiếp theo ta kéo zoom hết ra. Zoom lớn lên chẳng hạn. Ok. Và tiếp theo ta cũng đẩy nó về từ đầu. Thì cái nền đen này để xóa thì chúng ta sẽ kéo xuống phần pha trộn. Đây, pha trộn đây. Và ta nhấn vào chỗ màn hình. Màn hình, đó như vậy là nó sẽ mất hết cái nền đen. Và chúng ta lưu ý cái video này nó có cái âm thanh. Ta nhấn vào chỗ pha trộn âm lượng này. Ta bật tắt cái này đi. Đó, như vậy là nó không còn âm thanh nữa. Đó là cái chữ này chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút chẳng hạn. Cái chữ mình đâu rồi? Đây. Chữ này chúng ta muốn dịch chuyển đi đâu ta dịch. Và như vậy là ta cứ lưu lại là xong nhá. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm để chúng ta ghép một cái video cách tải nhạc, cách ghép nhạc, cách tải hiệu ứng trên điện thoại di động. Và video của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.